Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Triệu TV nha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại xóm Đồi 2 rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho flycam bay lên trên và chúng ta sẽ ngắm cảnh quanh xóm Đồi 2 như thế nào nha. Thực ra trời nó hơi âm u một chút nên là các bạn sẽ thông cảm, hình ảnh nó sẽ không được sắc nét lắm nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho flycam bay lên trên đây.
Thank you.